ta đang lấy một hành động. Người có pha đánh, chúng ta cùng xem lại bàn thắng của Kiên Cường sau lỗi bắt vị của hàng hậu vệ Phú Yến và dứt điểm quyết đoán. Và ngay sau đó Kiên Cường cũng đã có một tình huống đánh đầu nhưng đã không chiến thắng được thủ môn Thái Hiếu bên phía đội bóng Phú Yến. Chúng ta đang thấy một hành động của huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh, có vẻ như cầu thủ của An Giang đã đá bóng vào khu vực kỹ thuật của đội bóng Phú Yên. Đó là Văn Huy. Ngay sau đó Văn Huy đã bị huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh đã có động tác không đẹp. Và chúng ta cần xem trọng tài xử lý như thế nào. Đó là tình huống đá bóng cố tình của Văn Huy. Và huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh đã có một hành động cũng không đẹp đối với Văn Huy. Và đây là thẻ vàng thứ hai của Văn Huy, đồng nghĩa với một thẻ đỏ. Sau pha đá bóng của Văn Huy vào khu vực kỹ thuật của đội bóng Phú Yên. Đã thấy phản ứng của huấn luyện viên Trịnh Văn Hậu khi mà trọng tài đã rút thẻ đỏ đối với Văn Huy. Và bây giờ An Giang đã sẽ phải thi đấu với 10 người. Phản ứng quyết liệt của huấn luyện viên trưởng Trịnh Văn Hậu khi mà Văn Huy bị hai thẻ vàng và đồng nghĩa một thẻ đỏ. Gần mặt khá căng thẳng. Và một tình huống xử lý cũng không đẹp của huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh. Thanh Lương là người bị thổi phạt. Phản ứng sẽ dẫn tới thẻ phạt, thẻ vàng dành cho Thành Lương. Hai cầu thủ dày dặn kinh nghiệm của như vậy là Thành Lương sẽ phải nhận thêm một chiếc thẻ phạt nữa, một chiếc thẻ đỏ trực tiếp. Những lời lẽ với trọng tài Ngô Duy Lân và Thành Lương đã phải nhận một chiếc thẻ đỏ trực tiếp. Bóng đá Hà Nội thiệt đơn thiệt kép, chỉ là một tình huống va chạm đơn giản. Thành Lương có phản ứng và phải nhận thẻ vàng và sau đó tiếp tục phản ứng và trọng tài Ngô Duy Lân rút ra một chiếc thẻ đỏ trực tiếp chứ không phải là chiếc thẻ vàng thứ hai. Mọi thứ lẽ ra đã có thể kết thúc một cách đơn giản hơn. Chỉ Thành Lương mà có lẽ là các thành viên của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội trên băng ghế huấn luyện cũng sẽ có phản ứng và huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cũng được mời lên khán đài, phản ứng rất dữ dội. Một chiếc thẻ đỏ cho Thành Lương. Huấn luyện viên trưởng Chu Đình Nghiêm bị truất quyền chỉ đạo. Và với những phản ứng mạnh mẽ như thế này thì không loại trừ khả năng thậm chí là sẽ còn có những án phạt nguội. Chủ tịch Nguyễn Quốc Hội và các thành viên ban huấn luyện của câu lạc bộ Đà Hà Nội, đội trưởng Văn Quyết. Trận đấu vẫn chưa thể tiếp tục. Thank you.
lực lượng cảnh sát cơ động trên khán đài sân Pleiku lẽ ra cần phải có một sự can thiệp mạnh mẽ hơn để hạ hỏa những cái đầu nóng. Vừa rồi là những lời động viên yêu cầu cầu thủ phải mạnh mẽ lên của trợ lý huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn. Một trận cầu khó khăn khi mà câu lạc bộ Hà Nội hai lần vượt lên. Của Thành Lương. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm và huấn luyện viên phó Văn Sĩ Sơn đã tỏ ra không hài lòng với quyết định của tổ trọng tài, trong đó người điều khiển chính là trọng tài Võ Minh Chính. Trọng tài xác định là không có phạt góc dành cho câu lạc bộ Hà Nội và đó là điều khiến cho ban huấn luyện cũng như cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội tỏ ra rất bực tức. Góc máy quay vừa rồi không cần xem lại. Đã có va chạm xảy ra. Có lẽ là các cầu thủ dự bị của câu lạc bộ Hà Nội đã đóng mắt với cái cách mà các nhân viên y tế của Bình Dương xử lý trong pha bóng vừa rồi. Một trận đấu nóng trên sân, nóng ở những diễn biến bên ngoài đường biên. Một ngày vất vả đối với trọng tài chính. Mạnh của Kiều Văn Đề cởi tung ra cú xuất điểm. Đó là sự căng thẳng và kịch tính. Đó là những gì mà người ta đã thấy từ đội bóng của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành. Kiên nhẫn chờ đợi thời cơ trừng phạt sai lầm của cầu thủ đối phương. Giovane tranh chấp giành lại quyền kiểm soát bóng, sau đó tự mình làm động tác giả đánh lừa trung vệ cuối cùng của câu lạc bộ Hà Nội. Và vẫn một tình huống dứt điểm giống như ở pha bóng đã dẫn tới bàn thắng mở tỷ số ở giai đoạn lượt đi. Giovane ghi tên mình trên bảng tỷ số. Tỷ số là 1-1. Đã có những phản ứng từ các cầu thủ dự bị của câu lạc bộ Hà Nội với trọng tài Nguyễn Đình Thái. Một loạt những tình huống mà họ đã trở làm cho trận đấu trở nên nóng hơn. Nhưng đó là điều không cần thiết, cần phải tập trung vào trận đấu của mình. Đúng với nghĩa của một trận chung kết. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng nhau tạm nghỉ trong ít phút trước khi tiếp tục đến với những diễn biến trong hiệp 2. Rất căng thẳng và hồi hộp. Đánh đầu vào, bàn thắng đã được ghi. Người ghi bàn đó là Trịnh Văn Lợi. Tỷ số bây giờ là 1-0. Bàn thắng được ghi ở phút bù giờ thứ 6. Một pha bật cao đánh đầu của Trịnh Văn Lợi. Tưởng chừng như Thành phố Hồ Chí Minh đã có một chiến thắng thứ 2 liên tiếp, là một chiến thắng trên sân khách, nhưng cho đến thời điểm này Đông Á Thanh Hóa đã có bàn thắng quân bình tỷ số. Đúng là một pha bật cao đánh đầu rất tốt của Trịnh Văn Lợi sau tình huống đá phạt của Lê Phạm Thanh Long. 1-0, rất tiếc cho Thành phố Hồ Chí Minh. Họ đã không bảo toàn được tỷ số. 1-0, rất hấp dẫn. Bàn thắng. Và đến thời điểm này, trọng tài Nguyễn Đức Duẩn đã thổi còi kết thúc trận đấu. Cả hai đội đã hòa nhau với tỷ số là 1-1. Xét về mặt thế trận thì cả hai đội bóng đều thi đấu ngang ngửa. Họ đã đều có những cơ hội tạo ra tình huống nguy hiểm của nhau. Về phía khung thành, bên phía Thành phố Hồ Chí Minh đã có bàn thắng của Lý Nguyễn sau pha phối hợp rất tốt của Barros với Lý Nguyễn. Và những phút Lý Nguyễn và những phút bù giờ cuối cùng của trận đấu thì Trịnh Văn Lợi đã đem về bàn thắng quân bình tỷ số. Đã có những va chạm và tranh cãi của các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh bên phía đối với tổ trọng tài, đặc biệt là trợ lý trọng tài, cho pha thổi phạt để cho các cầu thủ Thanh Hóa, Đông Á Thanh Hóa được hưởng một quả đá phạt.
đã giúp cho Đông Hà Thanh Hóa có bàn thắng quân bình tỷ số. Vừa rồi là một tấm thẻ đỏ. Rất căng thẳng sau khi kết thúc trận đấu. Trợ lý bên phía câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đang rất bực dọc. Và bây giờ buổi tường thuật trận đấu giữa hai đội bóng Đông Á Thanh Hóa và Thành phố Hồ Chí Minh trong khuôn khổ vòng đấu thứ 9 của giải vô địch quốc gia AFF năm 2021 của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.